狠狠地敲。giữa đêm trường trong đền thành chùa đèn quê ánh lên bao niềm hy vọng có tiếng người gọi con dặn dìu vui cung tâm tư vâng lạy chúa cho con và thanh hóa môi con bằng than đồng Chúa muốn chọn đại môn của người giữa đám dân chiêng vâng lạy Chúa Thank you.